Nữ sinh chuyên Anh là thủ khoa khối đề toàn quốc Đạt 10 điểm toán, 10 tiếng Anh và 9 văn, Nguyễn Ngọc Khanh, trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, trở thành thủ khoa khối đề toàn quốc. Sáng 27 tháng 8, nhận được tin nhắn của bạn bè, ôi 29 điểm cơ à, thế thủ khoa chưa? Khanh vẫn nghĩ mình không phải cao điểm nhất cả nước ở khối D01, toán văn tiếng Anh sau khi chia sẻ điểm với bố mẹ, bạn bè, nữ sinh thoải mái chìm vào giấc ngủ. Cho đến trưa cùng ngày, khi nhìn số liệu thống kê, số báo danh của mình trùng khớp với tủ khoa khối D01, nữ sinh Hà Nội mới dám tin mình thực sự có điểm cao nhất cả nước. Cảm giác lúc đó lâng lần, sung sướng, nữ sinh nhớ lại. Là học sinh hệ trung học cơ sở của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, sau đó chúng tuyển vào lớp chuyên tiếng Anh của trường trung học phổ thông chuyên Đào Sư phạm Hà Nội Khanh quen với môi trường học tập áp lực, cường độ cao ngay từ nhỏ. Ngoài việc dành thời gian học môn truyền, nữ sinh tự đánh giá khá nhạy bén với các con số, tiếp thu nhanh nên dành niềm yêu thích cho cả toán. Được gặp những giáo viên dạy văn có tâm và có tầm, quan tâm và đốc thúc học trò, Khanh cũng bắt nhịp tốt với môn học này. Thời gian đầu khi học trung học phổ thông, nữ sinh tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ tại trường. Đến khi bước vào năm lớp 12, em mới xây dựng kế hoạch học tập, ôn thi một cách bài bản, khoa học. Mỗi tuần em học một buổi toán, hai buổi văn và tự học tiếng Anh ở nhà. Đầu tháng 10 năm ngoái, do gặp tai nạn giao thông, Khanh bị dạn xương đùi, phải nghỉ học một tháng. Trong thời gian này, giáo viên ngữ văn dạy tác phẩm đất nước cũng là tác phẩm trong phần nghị luận văn học của đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Để không bỏ lỡ kiến thức, Khanh mượn vở ghi chép của bạn và tự học ở nhà. Sau khi phục hồi, em quyết định nghỉ học thêm toán, chỉ học hai buổi văn trong tuần cho đến khi kết thúc năm học. Hết học kỳ 1, Khanh đã học xong chương trình toán cả năm và tập trung luyện đề trong suốt kỳ 2. Mỗi ngày em làm một đề toán vào khoảng 12 giờ đến 14 giờ để giống với thời điểm làm bài trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với môn văn, nữ sinh đặt mục tiêu nắm chắc kiến thức cơ bản về tác giả, nội dung chính tác phẩm, dành một tháng cuối để học kiến thức nâng cao. Hai tuần trước khi thi, em học văn vào buổi sáng để ghi nhớ kiến thức tốt hơn, còn trước thường học vào 9 đến 12 giờ tối. Do được học chuyên tiếng Anh, môn tự tin nhất nên Khanh dành ít thời gian ôn luyện. Nữ sinh chia sẻ không có chiến lược học tiếng Anh vì kết quả có được là nhờ thời gian dài tích lũy. Em chủ yếu luyện đề thi để không quên dạng bài, tuy nhiên cường độ ít hơn hai môn kia. Khanh nói, kết thúc năm lớp 12, em đạt 10 toán, 8,8 văn và 9,4 tiếng Anh. Nhận tin trúng tuyển ngành kế toán kiểm toán theo định hướng ACCA của Đại học Ngoại thường từ cuối tháng 7, Khanh vẫn giữ nhịp độ ôn tập như cũ. Em nghĩ mình đã bỏ công sức học cả năm rồi, không lý gì một tháng cuối lại chảnh mảng. Thêm nữa, nếu đạt thành tích cao, em sẽ khép lại quãng đời học sinh một cách trọn vẹn nhất, dù sao học kiến thức cũng tốt cho mình, Khanh giải thích. Trong ngày thi môn ngữ văn, Khanh không bất ngờ khi thấy bài đất nước Em đánh giá đây là tác phẩm trọng tâm trong chương trình, học sinh nào cũng được thầy cô nhắc nhở chú ý. Nữ sinh tuân thủ đúng chiến lược làm bài lúc luyện tập, dành 20 phút đọc hiểu, 20 phút nghị luận xã hội, còn lại dồn lực cho nghị luận văn học, viết được gần 12 mặt giấy thì. Cảm thấy bài làm tương đối tốt, tuy nhiên nữ sinh chỉ dự tính được 8-8,5 đến 8 điểm. Đạt 9 điểm quả thật em chưa nghĩ đến chứ đừng nói thủ khoa, Khanh cười nói. Với bài thi toán, nữ sinh chỉ làm được 48 trên 50 câu, hai câu cuối em làm nửa chừng và đoán đáp án, may mắn chính xác. Riêng tiếng Anh, với việc nắm chắc kiến thức và học chuyên sâu nhiều năm, nữ sinh dễ dàng ấm 10 điểm. Tuy trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc, cô gái sinh năm 2002 dự định vẫn nhập học theo kết quả học bạ, đã trúng tuyển, không nộp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để nhường cơ hội cho các bạn khác. 3 ngày nữa, Khanh sẽ đón sinh nhật tuổi 18, em dự định về quê, chia vui kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với ông bà, sau đó học thêm tiếng Hàn, thi bằng lái xe máy và hoàn thiện thủ tục nhập học. Trở thành thủ khoa khối D01 cả nước là kỷ niệm đẹp, khép lại quãng đời học sinh của em. Mong rằng khi vào đại học, em có thể tận dụng lợi thế này để thực hiện các dự định cá nhân. Khanh nói. Cô Phan Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm và dạy tiếng Anh của Khanh tại trường Trung học Phổ thông Truyền Đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ tự hào khi học trò đạt thành tích cao nhất khối D01 trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Trong thời gian chủ nhiệm lớp, cô Thảo đánh giá Khanh năng động, học lực tốt và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Nữ sinh có khả năng tự học cao và học đều các môn. Thông thường học sinh truyền sẽ học lệch, tập trung phát triển môn truyền. Tuy nhiên theo cô Thảo, Khanh cũng như rất nhiều học sinh truyền sư phạm được khuyến khích tạo điều kiện phát triển toàn diện. Đây là một trong những định hướng triết lý giáo dục của nhà trường. Thi học kỳ vừa rồi, Khanh cũng đạt hai điểm 10 toán và tiếng Anh. Tuy nhiên, thành tích thủ khoa vẫn khiến cô thảo bất ngờ, nhất là điểm 9 môn văn. Tôi hiểu Khanh đã cố gắng rất nhiều để đạt được thành tích này, cô nói, tin rằng với sự năng động và hiểu biết ở nhiều môn, Khanh phù hợp với nhiều lĩnh vực và có thể phát huy khả năng nếu sống trong môi trường năng động, sáng tạo. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube dân trí các bạn nhé.